Hello, xin chào toàn thể, hiện đã trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay giới thiệu anh em 11 cây máy cưa xích hàng bãi cho anh em luôn. Đó, một lô này thì em lên anh em có cả loại lớn, loại nhỏ, thì loại mini cắt cành thì đều có hết nha anh em nha. Đó, thì anh em theo dõi cái video của Hải Bãi. Anh em ưng ý cây nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399, hoặc là anh em ghé trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk nha mọi nhé. Đó, thì hôm nay Hoàng lên cho anh em cái lô này là mã T nha mọi nhé. Đó, em có đánh số thì mã T1. Đó, mã T1 cho đến T11. Đó, có đánh số từng cây một và báo giá cụ thể cho anh em luôn nhé. Đó, giá thì em dán trên những tay cầm này. Đó, thì tất cả những giá này thì em đã bị đều bao ship cho anh em hết rồi nhá. Đó, và tặng cho anh em là một chiếc rũa xích, một chiếc tít mở buji và một chiếc tô vít chỉnh nữa nhá. Đó, về riêng cái dòng xích tin, dòng xích tin cái dòng cao cấp này thì bên em có tặng kèm vỏ lam chính hãng xích tin cho anh em. Đó, còn em nào mình mua lẻ, anh em mua những cái dòng máy này mà muốn muốn mua thêm vỏ lam stin chính hãng thì là 120 ngàn một cái anh em nhé. Đó, 120 ngàn một cái chưa bao gồm phí ship. Đó, thì những cái dòng máy giá rẻ thì bên em không có tặng kèm theo vỏ lam được. Đó, thì cái dòng chính hãng kia thì em tặng kèm vỏ lam cho anh em luôn. Đó, thì anh em tham khảo xem ưng cây nào thì em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 050399. Đó, thì máy thì em nhập trực tiếp từ bên nước ngoài về nên là chất lượng máy thì bảo đảm anh em luôn, chất lượng cực kỳ cao, máy đẹp xuất sắc. Đó, bên nước ngoài đã sử dụng rất ít, xài rất là lướt nhá. Đó, về Việt Nam còn rất là mới luôn, hầu như là chất lượng phải tầm 90% hết nha anh em nhá. Đó, thì anh em ý cây nào thì ủng hộ kênh Hải Bãi nhá. Đó, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Và anh em lưu ý giúp Hoàng là những dòng mà giá từ khoảng 3 triệu 2 triệu 9 trở xuống thì bên em miễn không cần cọc nhau nhá. Đó, còn những dòng mà trên 3 triệu, từ 3 triệu trở lên đó thì anh em vui lòng cọc trước giờ hàng 200 ngàn thì ship anh em nhá. Đó, ship thì em đã bao ship rồi nhưng mà cọc 200 ngàn em sẽ trừ vào tiền máy luôn. Đó, nên là anh em yên tâm nhá, bởi vì những cái tiền vận chuyển rồi, chi phí vận chuyển từ 3 triệu trở lên là nó sẽ không có miễn tiền thu hộ nữa, nên là giá tiền giá cước của nó sẽ cao hơn, nên là để chắc chắn thì anh em vui lòng cọc trước giờ hàng nhá. Đó, thì bây giờ Hoàng xin phép test nổ cho anh em xem từng con một. Và anh em lưu ý là theo dõi kỹ cái video của Hải Bãi đó để xem cái thông số máy cây nào mà nó phù hợp với công việc của anh em. Đó, tránh tình trạng là anh em cứ ham rẻ, anh em chọn những cây nhỏ mà anh em cắt những cây cây to thì nó sẽ yếu, nó sẽ không hoạt động tốt được anh em nhé. Đó, còn em nào mình cắt những cây to thì anh em đừng có ngại lấy những dòng mà giá thành nó cao, những dòng đấy thì chất lượng nó mạnh hơn này, đó chất lượng ok hơn này. Đó, thì nói chung tiền nào của đó hết. Đó, rẻ thì nó chắc chắn là có chất lượng của rẻ. Đó, những dòng mà 2 triệu triệu mấy này thì những dòng mà máy mini nhỏ nhưng mà đời cao nhau nhá. Đó, còn rất là nhiều các cái mẫu mà người ta bán tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 thì những cái đời đó thật sự anh em là đời nó rất là sâu rồi. Hầu như là anh em mua hàng Nhật bãi thì anh em đừng có nên mua những dòng mà giá nó quá rẻ. Đó, bởi vì tiền nào của đó anh em, không có ai mà bán cao được hết. Đó, chỉ có những dòng mà chất lượng đó, đời cao thì giá trị của nó sẽ cao và máy đẹp. Đó thì chất lượng nó sẽ khác. Còn những anh em nhớ, anh em ham rẻ, anh em chê những dòng Nhật bãi, đó là những anh em mà mình cứ đi mua những dòng mà 500-700 ngàn rồi những cái đồ mà người ta thanh lý giá ve chai đấy nhá. Đó thì người ta đăng chung ở trên online thì rất là nhiều các shop người ta bán những dòng mà giá ve chai đấy nhá. Đó, những đời mà máy cổ, máy nhôm bán theo phế liệu đấy nhá. Thật sự những cái máy đó thì nếu mà là như một người thợ thì người ta sẽ không bao giờ người ta mua những cái máy đó về bán, bởi vì xài nó rất là dở này, đó và đời rất là sâu này, đó thì được cái giá rẻ thôi, vậy anh em xài nó rất là chán. Đó thì anh em đừng có tiếc những dòng mình mua máy để xài thì anh em phải mua những dòng máy xịn chất lượng nha. Đó, nhiều anh em cứ bình luận trên kênh của Hải Bãi bảo là sao không nhập những dòng máy 500-700 ngàn về bán, thực sự những dòng đấy thì cho Hoàng còn không thèm lấy, nên là thực sự là không có muốn bán những dòng giá rẻ cho anh em ấy. Đó nên là anh em đến kênh Hải Bãi là anh em xem những video Hải Bãi biết toàn những dòng máy chất lượng đó, những dòng máy giá rẻ đó, nhưng mà ít nhất phải từ khoảng 1 triệu 9 trở lên thì bên Hoàng mới bán nhá. Đó, nhưng mà anh em nhìn cái máy của Hoàng là nó khác bọt ngay, nhìn nó sẽ khác những cái dòng máy shop, các shop khác đang bán. Đó, anh em nhìn cái máy nó còn rất là mới và nó hàng tuyển chọn và thật sự đời nó là cao, đời cao. Đó, anh em nhìn cái máy đó thì sẽ khác những dòng máy mà 500-700 ngàn em nhá. Đó, những dòng đấy thì rất là cổ rồi, hầu như là nếu mà thật sự nếu mà một người biết mua ấy, một người biết xài máy thì người ta sẽ không bao giờ người ta đi hỏi những cái máy đó làm gì cả. Đó, còn những anh em mà thực sự là chưa xài máy bao giờ này, anh em thấy những cái máy nó rẻ, cũ
cũng là máy cưa thôi nhưng mà nó rẻ quá. Đó nên là nhiều anh em cứ bị là đánh vào cái tâm lý dòng giá rẻ. Đó nên là mua những cái đó rồi xong bắt đầu anh em lại quay lại bảo là trời ơi những cái hàng bãi Nhật này là thực sự không xài được rồi. Cái dòng máy bãi Nhật này nó dở rồi lum hết. Anh em cứ mua những dòng máy cao cấp hàng xịn sò xem. Đó nó sẽ chắc chắn nó sẽ đắt hơn những cái con máy tàu. Đó. Bởi vì nó là hàng hàng của Nhật. Nếu mà anh em so với giá trị máy mới thì nó sẽ bằng chỉ giá nó chỉ tầm khoảng một nửa so với những con máy đập hộp bên nước ngoài thôi. Đó, còn những cái dòng máy cái tàu thì anh em không thể so sánh được những dòng này cả. Nếu em cứ so sánh với máy tàu người ta đang bán như ở mấy dòng Honda rồi người ta bán có 1,5 triệu, 1,50 triệu rồi đấy. Còn những dòng đấy là máy tàu, nó sao mà so được những con mà Stein kia anh em. Con Stein kia nếu mà Stein tàu bán ở Việt Nam thì không nó 4 triệu mấy rồi. Đó đây là dòng 180. Đó, còn nếu mà hàng của Đức nhập nữa thì nó phải tầm 7-8 triệu một con. Đó, giá nó sẽ khác nha. Đó, thì đây là Hoàng bán hàng chất lượng cho anh em luôn. Đó, thì Hoàng bán số lượng không phải là ít anh em nhé. Đó, nên là anh em không phải suy nghĩ luôn. Đó, tiền nào của nó chất lượng ok luôn. Đó, thì giờ em sẽ đi vào test cho anh em xem từng con một để anh em lựa chọn cho mình con máy nó phù hợp nhất nhá. Đó, thì đó có đôi dòng tâm sự với anh em. Anh em yêu quý kênh của Hoài Bãi thì cho Hoài Bãi một like và đăng ký kênh nhá. Đó, bây giờ Hoàng sẽ đi vào test máy cho anh em xem nhé. Vâng, và sau đây Hoàng giới thiệu anh em con đầu tiên sẽ là một con T1 nha anh em nhé. Đó, con này thì là một con cơ xích Makita ME333, máy zin nguyên bản nha. Đó, có phanh xích đời cao, có phanh xích, máy đẹp, làm xích như mới luôn. Đó, hầu như máy này là zin hết toàn bộ nha. Đó, anh em nào lấy cây này thì liên hệ qua số điện thoại cho em. Con này thì mẫu cơ tay dài, nòng 37 ly, lam dài 40, từ cái nóc còn được 35. Đó, tha hồ cho anh em sử dụng. Đó, anh em nào mà mình cắt gốc hoặc là anh em cắt ở bên dưới thì anh em có thể lựa qua cái dòng tay dài này cho nó dễ, cho nó dễ cầm, dễ sử dụng nha anh em nhé. Đó, còn cái dòng mà tay cụt thì nó là dòng chuyên cắt cành đó, nên là lúc anh em cầm mình cắt cành rồi thì nó sẽ hơi khó sử dụng hơn là so với cái con mà tay dài nha anh em nhé. Đó, nên là dòng tay dài này thì nó giá nó cao hơn các cái dòng tay cụt một chút. Đó, con này thì đang bán anh em với giá là 2,1 triệu bao ship tận nhà, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Đó. Bây giờ thì sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy nha. Bao ship tận nhà với giá chỉ có 2,1 triệu. Anh em nào lấy thì liên hệ qua số điện thoại 0345050399 giúp em nhé. Đó, giá chỉ có 2,1 triệu thôi. Rồi sang tiếp theo cho anh em một con T2. T2 thì sẽ là một cây cưa xích Echo GC301. Đó, máy zin nguyên bản luôn. Con này thì là mẫu cưa tay cụt để cho anh em chuyên cắt tỉa cành nhé. Đó, làm cũng dài 40, chỉ cho nó có được 35, xích 91 nhé. Đời này cũng có phanh xích đầy đủ cho anh em luôn. Đó, con này thì máy hàng tuyển đẹp luôn. Đó, anh em nhìn chất máy là biết máy nó còn chất lượng cỡ nào luôn. Đó, nhìn cái làm xích, xích thì như mới luôn, xích là mới, nhìn như xích mới luôn nhá. Làm thì cảm thấy mới chạy cho sơ, mới có vết mòn cho sơ thôi. Đó, máy thì trắng phau luôn, không có gì chê luôn. Đó, giá chỉ có 2 triệu, bao ship tận nhà, hàng chuẩn Nhật anh em nhá. Đó, đời cao. Rồi thì test nổ cho anh nghe tiếng máy nhá. Con này thì trọng lượng là 4 kg, làm dài 40, chỉ nhớ còn được 35. Đó, nòng bít tông 37 ly nha anh em nhá. Đó, dòng Echo của Nhật. Rồi xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn. Yeah.
êm cho anh em luôn, giá 2 triệu con T2. Rồi sang cho anh em tiếp theo một con T3. Đó, T3 thì sẽ là một cây cưa xích tay dài Tanaka của Nhật này. Đó, 335A. Đó, con này thì là cũng thiết kế giống cái dòng Makita. Đó. Con này thì không có phanh xích nha anh em nhé. Con này nó thua dòng Makita cái là không phanh xích. Đó, con này thì giá nó cũng vẫn 2 triệu mốt. Máy đẹp xuất sắc luôn. Anh em nhìn xích như mới luôn, làm thì cũng mới bong một xíu sơn ở đây thôi. Cái sơn này bong là do nổ nha anh em nhá. Cái máy thực sự là còn rất là mới luôn đấy. Dìn hết toàn bộ luôn. Đó. Giá cũng 2 triệu mốt, anh em nhìn chất máy là biết máy nó còn sáng đẹp cỡ nào luôn. Đó, giá 2 triệu mốt con T3. Cũng biết tông 37 ly, trọng lượng là 4,5 kg. Làm dài 40, trừ cho nó còn được 35. Rồi xin phép test nổ cho anh em nghe thấy máy luôn nhé. Con này thì thông số y chang con Makita. Đánh chai nhớt đúng không? Đánh chai nhớt. Trời ơi, khô nhớt rồi, nó nhẹ máy nhé. Trời ơi, là tại cái máy này em rửa rồi nên là không có châm nhớt thải vô mấy nữa anh em. Đó, nên là châm nó ít nhất sạch. T3 giá 2 triệu mốt, anh em nào lấy thì liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng nha. Đó, tất cả những cái dòng máy mà giá nó mềm mềm tầm 2 triệu mấy này thì em sẽ ship code tận nhà cho anh em luôn. Đó, hàng đến anh em được kiểm tra hàng thoải mái, ok mới thanh toán tiền. Đó, nên là anh em yên tâm luôn nhá. Chỉ cần mình ưng cái mẫu máy thôi. Còn những dòng mà nó cao cấp như con này này, đó thì anh em vui lòng cọc trước giúp khoảng 200 ngàn nhá. Đó, con này thì là con Ryobi T4. Máy như máy thùng luôn anh em nhá. Quá mới luôn, 3,5 ngàn. Phanh xích đồ xích còn như mới luôn nhá. Làm như mới luôn, không bị chê luôn nhá. Đó, con này thì giá đang bán cho anh em là 3 triệu qua ship tận nhà. Anh em nào lấy thì liên hệ qua số điện thoại giúp em nhá. Con này thì công suất tầm trung này. Đó, con này thì nòng 40 ly, trọng lượng là 5,5 tầm 5 kg anh em. Có giật trợ lực, có phanh xích cho anh em luôn, xích là xích 91. Làm dài 40, trừ trên ốc còn được 35. Đó, máy zin từ đầu đến đuôi nhá. Đó, em bao zin em từ đầu đến đuôi luôn, đây là anh em yên tâm luôn nhá. Đó, con này thì giá nó là 3 triệu, anh em chốt thì liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng nhá. Rồi sẽ test nổ cho anh em nghe thấy máy. Con này thì ưu điểm là máy rất êm, nổ cực kỳ êm luôn. Đó, và lợi xăng và rất là dễ nổ anh em nhá. Đó, dòng này là dòng xịn cao đời rất là cao của Nhật đấy nhá. Dòng này đang bán thị trường rất là chạy luôn đấy. Đó, Ryobi 3,5 ngàn. Đó, nó có ký hiệu chữ K này. Đó là Ryobi, hãng Ryobi nhá. Đó, dây giật em nhìn máy. Dây giật rin như mới luôn. Yeah.
quá êm nhá. Rồi sang T5 cho anh em. T5 thì cũng là một cây Ryobi tiếp theo. Cây này nhỏ hơn một chút, cây này là 336 anh em nhé. Đó, con này thì ngoại hình thì nó không được sáng lắm. Đó, mấy cái áo này hơi bị ố vàng một chút. Đó, nhưng máy thì zin hết toàn bộ luôn. Đó. Con này thì lam cũng dài 40, trừ trên ốc còn được 35. Đó, máy thì cũng khá là ok, cái giá nó mềm hơn các cái con máy Ryobi đẹp một chút. Đó, con này giá 2,6 triệu. Cũng vừa túi tiền anh em, thích đời cao, đời mới. Đó. Thì con này thì giá 2,6 triệu, nòng 38 ly. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Đó. Công suất là 33cc, 33,4cc. Máy zin toàn bộ hết, đời cao. Đó, nổ êm ru. Đó, tất cả hoạt động ngon lành hết, bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng, tặng kèm đầy đủ đồ. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Rồi sẽ test nổ trên cái máy. Cái dòng này nổ cực kỳ ngon luôn anh em. Nếu chấm điểm con này phải 10 điểm luôn anh em. Giá tiền vừa tiền này, máy ngon này, cực kỳ chất luôn, cực kỳ dễ nổ luôn nhá. À, con này thì bơm nhất ra ngon hết luôn. Nói chung máy thì em thợ đã vệ sinh sạch sẽ ngon lành, nhưng em kiểm tra hết rồi nên là anh em yên tâm luôn nhá, về chỉ việc đổ xăng là anh em xài thôi. Rồi bây giờ sẽ sang anh em dòng khác đây. Thứ hai thì sẽ đưa cho anh em một con T7. T7 thì con này là giá 2,6 triệu, miễn phí ship tận nhà cho anh em mua. Một con Echo CSV 361 nha anh em nhá. Máy cũng zin, mỗi lam xích là lam xích đấy, lam xích của Makita sang cho con này, nó về có đầu máy không thôi, chất máy thì zin hết nhá. Đó, giá 2,6 triệu cho con này thì bê tông của nó là 40 ly, công suất là 35,8cc nhá. Đó, mạnh ngang một con Ryobi T4, đó mà giá mềm hơn, đó, zin hết này, ngoại hình zin nhá. Áo thì không được sáng lắm, nhưng mà dòng Echo thì nó cực kỳ nó bền luôn, nổi tiếng của Nhật rồi. Con này anh em khai thác đồ rất là ok luôn, căn cây cắt cành thì cũng được hết. Rồi sẽ test nổ luôn nhá. Số điện thoại giúp em. Rồi con T7 test xong. Rồi sang con T8 cho anh em. T8 thì sang cái dàn này là dàn cưa Stein. Đó, Stein của Đức xịn nha anh em nhé. Con này thì cái dòng này em nhập hàng bãi về, zin nguyên cây luôn. Đó, anh em nào chốt cây nào thì cọc tiền của nó nhá. Đó, dòng Stein thì nó hơi đắt đỏ một chút. Đó, con này thì là Stein 180C. Zin toàn bộ luôn, hàng bãi nhập nguyên cây. Đời này là có giật trợ lực cho anh em này. Đó, bít tông 38 ly, máy zin hết, con này có tăng xích nhanh luôn này. Đó, làm xích đẹp này. Đó, làm xích đẹp ok.
Đó. Bao ship tận nhà cho anh em với giá là 3 triệu rưỡi. Con T8 Stein 180C đời 2013. Đó. Rồi sẽ test nổ cho anh em nghe cái máy nhá. Chất luôn nha. Rồi sang tiếp theo cho anh em một con T9 nhá. T9 thì sẽ là một con cưa xích Stein 021 anh em nhé. Cái này 021. Anh em nào lấy con này thì công suất nó tầm trung cho anh em, mình vừa xài gia đình vừa khai thác đều được. Đó, con này thì giá em đang bán là 4 triệu con T9. Đó, con này bít tông là 40 ly anh em nhé. Có tăng xích nhanh này, có xả áp này, có tay nắm giật to cho anh em luôn. Máy đẹp, xuất sắc luôn nhé. Tay nó giật to này. Đó, máy zin hết nhá. Tất cả chỗ nào cũng có mục Stein dập nổi hết. Đó, con này thì anh em vừa xài gia đình vừa khai thác được. Làm dài 45 trừ chân ốc còn được 40 nhá. Xích trùng 91. Rồi sẽ test nổi cho anh em máy luôn. Đó, ngoại hình như trong video. Đó, quay sơ cho anh em một vòng xem. Đó, Stein của Đức xịn, margin gap money nhá. Rồi test nổ luôn. T10 thì cũng là một con Stein. Đó, con này có giật trợ lực luôn nhá. Đó, con này Stein MS210C. Đó, đời cao hơn cái dòng 021 một chút. Máy zin hết nhá. Có tăng xích nhanh, có phanh xích đầy đủ cho anh em. Đó, con này thì có một cái lỗi nho nhỏ xíu xiu. Đó là do vận chuyển anh em, nó bị dập đây một chút này. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng máy nhá. Đó, vẫn sử dụng bình thường. Không ảnh hưởng đến kết cấu máy. Đó. Thì con này thì bình thường nó sẽ là 4,2 triệu. Nhưng mà nó bị lỗi nhỏ đây một chút. Đó. Thì nó vẫn hoạt động bình thường. Nó không ảnh hưởng gì cả. Đó. Thì để cho anh em với mức giá là 4 triệu báo ship tận nhà. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại với em. Đó, bởi vì cái giá nó mới này thì nó có chỉ cái khung này mới của nó thì chỉ có 300 ngàn thôi, nhưng mà bớt cho anh em 200 ngàn. Đó, thì anh em nào lấy thì liên hệ qua số điện thoại với em. Rồi, test nổ cho anh em luôn. Con này thì nòng là 40 ly nhá. Nó bằng 021 mà có giật trợ lực. Đó. Rồi test nổ luôn. T10. Yeah.
Đó, vải nó nổ nha, nghe là chốt thì giá 4 triệu bằng giá một con 021, quá ok luôn nha. Dòng này là dòng cao cấp đấy nha. Rồi sang cho anh em tiếp theo một con T11. Đó, con này thì cũng hệ nha anh em nhé. Đó, nhưng mà con này thì hệ của Nhật. Con này là dòng Shindeiway 350 AV. Đó, con này thì cực kỳ bền này, bốc máy này, mạnh này. Lam đầu Latin luôn, xích mới luôn nhá. Đó, lam dài 50, chỉ số ốc còn được 40 này. Sau hồi cho anh em khai thác nhá. Đó, máy zin toàn bộ này. Ốp lam thì hơi chảy sơn một chút. Đó. Dòng này rất là nổi đầu cua đá là full nhôm luôn. Hầu như máy nó được thiết kế toàn bằng nhôm nhá. Đó. Những anh em ở miền Tây hay là ở trong miền Nam rồi anh em xài cái dòng này rất là nhiều luôn. Đó, dòng này nó cắt nó mạnh này, mềm này. Đó, và giá con này em đang bán cho anh em là 3 triệu rưỡi, miễn phí ship tận nhà. Tặng kèm cho anh em đầy đủ đồ hết nhá. T11. Rồi anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại giúp em. Và sẽ test nổ cho anh em nhá. Con này là công suất tầm trung cho anh em khai thác nhá. Con này miền Tây người ta cắt dừa rất là nhiều luôn nha. Test xong cái lô cưa mã T cho anh em luôn rồi nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 tháng 2. Đó, hôm nay là 21 tháng 2 năm 2023. Đó thì Hoàng lên video liên tục cho anh em. Đó, bên Hoàng phân phối rất là nhiều kênh, Hoàng rất là đa dạng nhá. Đó, máy phát cỏ, máy cưa đầu xịt rửa xe cho anh em, nói chung là rất là nhiều các mặt hàng. Anh em nào có nhu cầu thì cứ ủng hộ kênh Hoài Bãi nhá. Rồi, Hoàng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Hoài Bãi nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.